Mùa tròn máu đào hơn ao nước lã, ấy vậy mà có nhiều kẻ máu lạnh, tàn nhẫn chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ mà nhẫn tâm sát hại chính anh em họ hàng. Mới đây tại Hưng Yên đã có một vụ án mạng thương tâm xảy ra. Vì tranh chấp cãi vã trong công việc nên anh họ đã dùng dao mổ lợn cướp đi tính mạng của em họ. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc điều tra. Đến ngày 28 tháng 7, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Vụ án xảy ra vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 24 tháng 7 năm 2022 tại lò mổ của gia đình Phạm Văn Huấn, sinh năm 1987, ở thôn Đồng Than, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hương Yên. Do mâu thuẫn trong việc vay nợ, Huấn đã dùng dao, loại dao bầu dùng để mổ lợn, tác động vật lý hai lần lên anh Lê Văn Ban, sinh năm 1984, là em con dì ruột và ở cùng thôn với Huấn. Hậu quả là manh Ban bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Phố Nối. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Hương Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Yên Mỹ cùng các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai lực lượng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, truy tìm thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, Phạm Văn Huấn đã cúi đầu nhận tội. Ngày 26 tháng 7 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hương Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án. Ngày 28 tháng 7 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hương Yên đã khởi tố bị can đối với Phạm Văn Huấn hãy tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh đừng vì những tranh cãi nóng này bực tức trong cơn giận dữ mà có những quyết định sai lầm để rồi gây hậu quả đáng tiếc như vụ án mạng thương tâm trên